chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Honda Civic 1.8 đời 2006. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Senden tại Japan, Nhật Bản anh em nhé. Đây, đây chính là cái hình thức cấu tạo của sản phẩm này. Đó, anh em cùng nhìn qua nhé. Mặt trước này, mặt sau này, mặt bên này. Đó. Lốc được cấu tạo lắp ghép với nhau bởi hai phần thân, một phần cổ lốc này, đây, một phần đuôi này. Và đây là phần ly hợp từ, hay chúng ta còn gọi là phần bu ly đầu lốc để truyền tải dây cura. Khi mà chúng ta bật AC thì sẽ truyền tải dây cura và làm cho hệ thống điều hòa hoạt động. Đây chính là hai mặt bích bắt vào lốc này. Bích đường hồi, một mặt bích đường cao. Đây là con ốc để chúng ta xả bỏ và thêm dầu nhá anh em nhá. Đây chính là cái cảm biến áp suất lốc thôi. Đây, cái con này là con bé cảm biến áp suất lốc. Đấy. Nó ăn cùng với cả cái nguồn điện này luôn. Đó. Đây chính là cái chân bắt vào lốc máy nhá. Lốc được bắt vào với lốc máy qua 4 phần, 4 chân, 2 chân dưới, 2 chân trên. 2 chân trên là khoảng cách ngắn, 2 chân dưới khoảng cách rộng. Đây. Đây chính là phần cổ lốc này. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Honda Civic 1.8 2006. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.